Xin chào cô và các bạn, mình tên là Kiện, mình học lớp toán sơ đồ của cô Trang. Sau đây mình sẽ thuyết trình bài học biểu đồ. Bài học của mình gồm có 4 nhánh. Nhánh 1 được sử dụng để biểu diễn số lượng con vật, biểu diễn số lượng đồ vật. Nhánh 2 kiến thức biểu đồ cột, biểu đồ gạch, biểu đồ ven. Nhánh 3 nội dung cách xem biểu đồ, tư duy phân loại. Nhánh 4 action vẽ sơ đồ bài học, thuyết trình bài học. Bài thuyết trình của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn và cô đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.